Chào mừng anh chị em quay trở lại với kênh của Hoàng Lam Audio. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục test một em lọc xì mang thương hiệu Victor CR7 gửi đến cho một anh khách ở trong quận 2 thành phố Hồ Chí Minh nhé. Anh ấy đã chốt hàng trong sáng nay và đã chuyển cọc trước giúp em. Và anh ấy cũng đặt luôn cả một đôi hồi gỗ. Thì em cũng đã ráp sẵn vào cho anh ấy để tiện vận chuyển. Máy thì trong tình trạng rất là đẹp nhé. Em này thì quá nổi tiếng rồi và cũng trên kênh của em thì cũng review rất là nhiều với những cái em lọc xì VIP, không những của thương hiệu Dealer Victor hay là ADC Sân Xui thì bên em đều sẵn hàng nhé. Đấy, thì phía dưới của em thì cũng mới về được thêm một em C80, nếu như anh chị em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ với em nhé. Đây, góc cạnh này, mặt trước này, như mọi lần thì em đều quay đi quay lại một lần nữa để gửi đến cho anh chị em. Còn tính năng, đây là tính năng, anh em nhìn cái màu sơn này, đấy là người ta cũng đã có một cái ý để phân biệt. Khi màu xanh này là sử dụng hệ thống delay time của equalizer, thì anh em nhả ra thì lúc đấy thì hiệu chỉnh mới có tác dụng của các cái cần này nhé. Còn cứ càng tăng cao thì mức độ của cái đèn này nó sẽ thay đổi và lên đến màu đỏ là màu cao nhất, thì lúc đấy hệ thống tiếng delay nó sẽ vọng lên rất là nhiều. Nếu như anh em nào mà không muốn sử dụng cả cái cần gạt bên dưới thì thứ nhất là tắt cái này đi và ấn cái nút màu xanh delay time này vào thì là tiếng nó sẽ không bị vọng, mà chỉ lúc đấy chỉ sử dụng hệ các cái cần gạt ở phía trên này, 24 cần gạt ở phía trên nhé. Còn đây là các cái cổng đầu vào này. Đấy, anh em muốn sử dụng cổng 1, cổng 2, cổng 3 thì anh em có thể bấm và lựa chọn. Lưu ý, nếu không muốn thay đổi nhiều thì giữ nguyên cổng ra và chỉ cần thao tác cắm hết các cái cổng đầu vào này cho em là xong. Còn bên này là thể hiện là cái đường jack nhé, anh em bỏ qua, không cần phải để ý. Còn đây là tính năng đảo ngược các cái giải điều chỉnh từ thấp thành cao và từ cao thành thấp như này anh em nhé. Đó, thay đổi cách sử dụng cũng như là cách nhìn. Còn đây cách bình thường thì anh em có thể là tăng ngược lại, và theo anh em, rất nhiều anh em đang sử dụng. Đấy, đây là tính năng reverse. Đây là nút giải, cả cái giải này là cộng trừ 12 dB, ấn vào thì là đến 6 rồi thôi nhá, chiều cao đến mức độ này thôi. Đấy, còn tiếp đến nữa là 0 và âm dB, tiếng đang to, anh em có việc thì anh em có thể bấm luôn vào đây là tiếng nó bé đi. Đấy, vậy thôi. Còn hệ thống này thì cứ để nguyên như này, nếu như sử dụng thì nhả nút equal ra như hai bên này. Còn phía trên nóc đây, máy thì em cũng đã gửi ảnh chi tiết cho anh ấy rồi nên là không cần phải giới thiệu quá nhiều. Anh chị em nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến các cái thiết bị lọc xì khác thương hiệu Victor hoặc thương hiệu Victor thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0981 956 486 anh em nhé. Bên em ship hàng toàn quốc và có rất nhiều các mã lọc xì, các thương hiệu lọc xì của các đơn vị khác nhau nhé. Em xin phép tạm dừng clip tại đây, hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Anh em đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chào anh em.